Sau đây là kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3, ngày 28 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 8, 8. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1879, 3359, 7508. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1534. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 17443, 87958, 48559, 13651, 15778, 60519, 67777. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 99261, 76476. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 39604. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 92008. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 200702. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 200702.